Ok, chào mừng anh em trở lại channel của Minh Cường nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đi nâng con Perona lên 11 sao. Để sẽ kết hợp với bộ đôi Carrot và Perona cho đủ một cái bình anh em nhá. Bộ đôi Carrot và Perona là một trong những cái bộ đôi mà ngon nhất nhì ở trong cái quả dương UR cho tính đến cái thời điểm hiện tại nhá. Ngon nhất nhì tính đến thời điểm hiện tại này. Wanomako khả năng là ngon nhất rồi. Wanomako trong đây khả năng là ngon nhất, thứ hai là con Carrot, thứ ba là chắc là Perona rồi. Tính đến thời điểm hiện tại anh em nhá. Tính đến thời điểm hiện tại là cực kỳ khét đến từ Perona. Ok. Con tướng mà tôi thấy là khả năng phòng thủ của nó cũng khá trâu đấy, mặc dù là con tướng sát thương anh em nhá. Chúng ta sẽ đi let's get ngày hôm nay luôn. Trước đó thì tôi sẽ tặng cho thằng em tôi một quả cái cốt. Đây là của thằng em tôi nhá, tặng nó một cái cốt siêu VIP cốt tuần này. Rồi. Đây, tặng nó một cái cốt này nhá. Để tri ân cho những người đã gửi ác đến cho Minh Cần làm clip, thì tôi sẽ tri ân cho những thằng em đó một chiếc cốt như thế này. Ok, quá ngon. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Minh Cần nhá. Và anh em nếu mà có quả kèo nào hot muốn lên TV, nếu mà tôi thấy cảm thấy kèo đấy ổn thì tôi sẽ cho lên TV để anh em có thể lưu giữ một vài clip để làm kỷ niệm nhá. Và thêm nữa mà nếu mà kèo ngon thì tôi sẽ tặng anh em những cái cốt ngon nhá. Let's get it. Ok, trước khi vào đầu clip thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ. Con game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng các bạn. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa. Là anh em mà tham gia, anh em like và đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều. À, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả. Cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan fan kênh của anh Kiều sang nhá. Fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này. Sự kiện chia sẻ hàng ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh. Lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn đang là 29m mà sẽ đi test cho VIP Club này. Chúng ta có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền khi đặt là bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% vào sự kiện rung cây tiền. Đây cây tiền đây, rung thử cho anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. À, đây là rung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game mà. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này, bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành với quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu nhà bà tài, mà xin vào làm tí đây. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, cần mỗi số điện thoại thôi. Và chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào. Tài à, ấy à, căng nhà. Đi thêm tiếng nữa nào. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xem cầu đã. Đánh không gấp đâu. Vẫn tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vẫn tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng vừa rồi 17m vào tài vẫn vào xỉu được. Đây anh em nhìn tôi mà tôi vãi thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nhá. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nhá. Anh em có thể đánh nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào vụt 2m luôn. Xịt thộ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì chưa. Quá dễ chơi luôn. Làm 4m là làm 2m nhẹ nhàng luôn. Vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot này. À quên, chưa giới thiệu cho anh em về hình thức nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng, cộng gạp thẻ cào Momo, ZaloPay, Viettel, Qua Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tải về tài trí với Minh Kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nhá. Ok anh em, đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi mở. Thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi mở ấy đã anh em nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải mở gì nhỉ? Mở rương UR này. 7 con đúng không? Chúng ta cần 7 con Perona đúng không? Ở đây có mấy con Perona là thất ngũ hại nè. Một con Perona, chúng ta còn thiếu 6 con Perona nữa. Chúng ta còn thiếu 6 con Perona nữa anh em ạ. 6 con Perona nhỏ, let's get. 7 con là để chúng ta mắc một con mắc kỹ năng SP 6 con ngờ 600 mảnh anh em ạ. Ủa, chúng ta cần 600 rương UR để mắc con Perona này cơ à. Khét nhờ, nó ấn nhầm cái nè. Nó còn cái nịt. À, 600 cộng với 1 là 700 Perona anh em ơi. Vụt. À, 600 con Perona này. Chúng ta nhận được 600 mảnh Perona để nâng quả kèo này lên mắc kỹ năng SP nhá. Phục lợi là tập kết đồng đội vòng 2. À đâu, 600 mảnh Perona. Ủa.
Ui biết thế, mình còn 4 mảnh này, biết thế. Ô, thôi, thôi thôi thôi, lỗ 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 4 dương anh ạ, không sao cả. 4 dương thì không là cái gì cả. 600 mảnh Perona nhá. Vút. 6 con Perona này. Chúng ta có 6 con Perona nhá. Quá đẹp mắt, quả kèo Perona lần đầu tiên trên kênh của tôi. Tôi đã ép rất nhiều tiếng UR rồi nhưng Perona đây là chính là lần đầu tiên anh em ạ. Perona này khả năng là quả kèo đầu tiên đây. Một trong những con tướng cũ nhưng mà vẫn còn ngon nhá. Mở khóa cho con Perona cá. À, nâng con này lên 6 sao đã. Perona này, nâng nó lên 6 sao anh em ơi. Ủa, một con tướng Usopp đây. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ nâng đi bỏ hết đồ chơi ra để nâng Perona nhìn cho nó đẹp mắt này. Perona ép tam thỉ Perona sở hữu bộ kỹ năng cũng to, trắng và tròn. Nhất nhì xe vào Việt Nam nên 11 sao nhé các bác nhá. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kèo này. Hai con tướng 6 sao này. Chúng ta sẽ lấy những mỹ nhân đi. Ừ, ok. Hai con tướng 6 sao, 7 sao nhá. Tiếp 4 con à, 1 2 3 4. Để lên à. Thế là mất 6 con 6 sao để chúng ta lên 8 sao này. Lên 8 sao. Tiếp theo là một con 5 sao à, một đồng đội 9 sao này. À, mình đã nhận nhiệm vụ 65 tướng chưa nhở? Đấy, tập kết đồng đội. Ok. Ở đây. Một con tướng 9 sao là phút 9 sao là chúng ta để lên 89 sao, còn một copy 6 sao và một đồng đội 9 sao. Lên. Tiếp. Từ 9 sao lên 10 sao cần hai copy 5 sao, một đồng đội 9 sao và hai đồng đội 6 sao nhá anh em nhá. Vút. Tiếp từ 10 sao lên 11 sao chúng cần một con Perona 6 sao và hai đồng đội 9 sao, vừa khít anh em ạ. Vừa khít khìn khịt luôn. Một đồng đội 6 sao, cần một Perona 6 sao là lên cho bé Perona nhà chúng ta anh em ạ. À. Đây. Tí là gì đi test bộ kỹ năng Perona anh em nhá. Perona này 11 sao cho bé Perona nhà chúng ta nhá. Ấy giời, quá đẹp mắt anh em ơi. To, trắng và tròn. Quá đẹp mắt đến từ Perona anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi test thử Perona nhá. Bây giờ tôi sẽ đi lắp đồ và test Perona cho anh em nhá. Let's get. Ok. Tôi sẽ view tạm một team như này và không cần hệ chuyên kỳ nhá. Vì hiện tại là hệ chuyên kỳ con Sabo 9 10 sao nhìn khá lỏ. Đây là ác nông dân anh em ạ. Mắc tướng UR này có kỹ năng SP đàng hoàng nhá, Yangli 2243 nhá. Ôi 4344 đến từ Carrot đây anh em ơi, khét chưa? Quá kinh tởm ạ. À, bộ đồ Carrot ở Perona lần đầu tiên kết hợp nhá. Đây là ngày xưa là hai con tướng thường hai tướng UR mà miễn phí gần như là quốc dân đấy anh em ạ, gần như là quốc dân cực ngon nhá. Tôi sẽ đi test bộ kỹ năng này để xem Perona 11 sao có gì. Perona tung ra quả bom cực lớn này. Gây sát thương cho đơn vị phía trước 374 là giảm 15% miễn sát thương và 30% tỷ lệ trị liệu là duy trì 2 lượt này. Đây là bi quan. Để xem nào, còn qua tăng phòng 10%, tăng thủ 10% là 16% sát thương cộng thêm này, miễn sát thương và hút HP. Kéo dài hết trận này căng chưa, tích trữ 40% sát thương phải chịu tối đa không vượt quá 7 lần tấn công bản thân này. Miễn sát thương tăng 15% này. Ngon chưa? À, thì lại bây giờ tôi sẽ ép tạm liên kích vào đây cho Perona anh em nhá. Sẽ ép tạm liên kích vào đây cho Perona này. Con này con này hình như là phải chơi cả tịnh hóa đấy. Con này hình như là phải chơi cả tịnh hóa nữa, đúng rồi. Chưa kỹ năng hay không? Bắt đầu chiến đấu giảm 5% công của toàn thể địch duy trì cuối trận không thể. Gần như là phải chơi tịnh hóa nhưng mà tôi sẽ test tạm liên kích trước nhá. Vì sao? Chúng ta có Yangli rồi anh em ạ. Chúng ta có Yangli nhá, Yangli sẽ hóa giải hiệu ứng nhá. Bây giờ tôi sẽ đi vụt thử là danh sách bạn bè ám nào. À quên, đánh ông xếp hạng bảng xếp hạng xem vợ rồi cùng xem vợ BB à. Mập này 7 triệu thì chúng ta sẽ đánh với mấy ông 7 triệu thôi. Ui giời, ông này có Sabo tim cứng thế nhở. Kìa mấy ông nào bình dân tí à. Đây rồi, đây rồi. Đây ông này cũng không có chuyên kỳ này. Đấy, đánh mấy team bình dân nó mới test được. Test được bộ kỹ năng anh em ạ. Đây để xem bộ. Đây, Perona là có cái thanh màu tím ở bên dưới là khác với tất cả các con tướng khác anh em nhá. Tích nộ đấy, người ta gọi là cái thanh tích nộ anh em ạ. Đây, Perona đây anh em ơi. Perona nha, một like và một like.
và một đăng ký kênh để ủng hộ bé Perona và bé Carrot Trăng nè. Rồi Perona bị choáng kìa. Thế này, này phải cần tịnh hóa rồi anh em ạ. Này tôi sẽ tịnh hóa rồi nhá. 17 triệu mốt này, 3 triệu 3 này. Úi dồi, nhà này cần cất anh em ạ. Cần hết. Một mình tao chấp hết. Ủa, Perona tầm này mà khả năng vẫn chưa đứng đầu rồi. Nhà này nó tuột, nó tuột chết anh em ạ. Nó vạ rồi thì tuột xích. Khả năng vẫn phải để Carrot với Giang Eli đứng đầu vậy. Chứ giờ tầm này Perona đứng đầu nó vả chết anh em ạ. Đây rồi, Perona của chúng ta quá to trắng tròn anh em ạ. Cực kỳ đẳng cấp này. Một vụt 1.4 triệu nhá, mà tôi đang chơi bộ full bộ máu cho Perona nhá anh em nhá, để tăng khả năng chống chịu là. Rồi luôn dập coi. Từ từ, tôi phải cho Perona xuống một chút anh em ạ. Tôi phải cho Perona đập xuống một chút nhá. Đội hình là đổi lại đội hình cái. Đấy, đội hình này cho nó nét. Nhầm bạn bè, à nhầm bạn bè, bảng xếp hạng xem vờ là ông nào không có Giang Ly vào mình tuốt luôn này. Bây giờ ông nào mà không xếp Giang Ly vào đây là tôi tuốt luôn này. VIP 10 à, ấy à, ông này cay đồ. Ôi Giang Ly khét thế nhở. À đây là bản thân mình luôn. Kakushibo. À không có Giang Ly. Đây rồi, thử test thử với ông này nào. Test thử với người chơi Kakushibo nào. Có phải Kakushibo? Kakushibo anh em ạ. Ở đây không biết anh em có biết Kakushibo là ai không. Đó là anh trai của đệ nhất kiếm sĩ trong trong mẩu truyện Kimetsu no Yaiba nhá. Kakushibo thượng huyền nhất ạ. Khẹt 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 khẹt. Anh em với thượng huyền nhất anh em ạ. Đánh nhau với thượng huyền nhất Kakushibo. Perona là vừa vào nó có giảm 5% công toàn thể này. Khét chưa? Ui ui ui, Giang Eli của nông dân ulti kìa. 12 triệu 3 cho nó khét. 12 triệu 3 cho nó hiểu anh em ạ. Ikeru Ace Nishida. Kore de saigo da. Ikeru Ace Nishida. Hai củ mốt này. Ô Perona của chúng ta vừa bị choáng à anh em. Hỏng chó rồi. Thế này vẫn phải có tịnh hóa nhá. Thế này vẫn phải có tịnh hóa cho bé Perona chằng của chúng ta. Một vả. Được rồi. Thế phải ép luôn tịnh hóa vào thôi. Ép phát tịnh hóa lên vào 1 nào. Thôi tạm lên vào 1 ạ. Tạm level 1 xếp hạng này. Kiếm mấy đối thủ khét khét tí nào. Ôi à, Mi Hoắc à. Nhìn thấy Mi Hoắc à, tôi đã thấy thèm thèm rồi đấy anh em ạ. Mi Hoắc chọn đối thủ là đấu thủ đấy. Ui, chẹp chọn đúng Giang Ly ạ. Khệ thế nhở, nó chọn Marco thì đẹp. Rồi xem đấu thủ. Đấu thủ Mi Hoắc em nào. Đấu thủ Mi Hoắc ăn choáng. Một búng. Ui, đau nhá, đau nhá. Ui, đầu đen của mình gần như ngọn. Ui, rồi. Ui, rồi. Ui, đầu đen chết rồi kìa. Ác thế nhỉ. Rồi luôn, Mi Hoắc cũng toi rồi anh em ạ. Mi Hoắc cần cũng toi rồi. Đầu đen của tôi cũng ngọm, ngọm chó rồi. Carrot. Đau chưa? Ác nông dân nên là đá lên kích lên cụng hắn còn thiếu quá. Bây giờ Perona đẹp luôn anh em, tạo hình quá đẹp anh em ạ. Nói là Perona, ui dồi 2 triệu 3 này. Căng chưa? Và tôi đang build bộ full bộ máu anh em nhá. Đang build full bộ máu cho Perona nhá các bác nhá. Endivo. Perona thủ con trâu hơn cả đâu đen kìa. Cái đấy là điều đương nhiên rồi. Ui đau nhỉ. Căng. Căng đấy, để tôi xem là Perona với cả Carrot có bế được cái team này đi không.
con gì nhỉ? Con mi hoắc chết rồi mà cái hiệu ứng chém bên chết của nó vẫn còn này. Ác nhờ. Ui dồi ôi, toi. Này toi cơm rồi. Này vẫn cần phải có hệ truyền kỳ anh em ạ. Này vẫn cần phải có hệ truyền kỳ vào trong team râu đen. Thôi, cứ để tạm râu đen đây đã. Ra đem vụt thử một trận nữa nào. Để nguyên team này cho nó đẹp. Đúng là trong team có hệ truyền kỳ đấy anh em ạ. Không nó tát chúng ta là không trượt phát nào đâu. Ông chip Apple Pen. À Apple Pen à. Apple Pen à bạn. Bạn Apple Pen phải không? Apple Pen này. Quật cho con mama choáng đi. Ủa mít cơ. Mít sồm cơ. Căng đấy. Ôi giời ơi. Đây rồi. Giải hiệu ứng. Giải hiệu ứng. Giải hiệu ứng anh em nhìn chưa. Ôi. Không có liên kích nhờ. Thế là không có liên kích là không giải được hiệu ứng cho Perona. Bây giờ chỉ có Perona tự thân giải hiệu ứng bằng cái tịnh hóa level 1 thôi. Không biết là có giải được không đây. Triệu mốt đến từ đâu đi ăn. Marco giải được không? Đây rồi, giải rồi. Marco giải rồi anh em ơi. Hay quá. Perona. Chúng ta lại được nhìn thấy cái Susanoo toàn chân thể của tam tỷ Perona. Ý giải ơi, Susanoo toàn thân thể quá ngọt nước. Phải nói là sau time skip người thay đổi ngoại hình lớn nhất mà đẳng thành công nhất ở trong con game One Piece, à trong thế giới One Piece chính là đại tỷ Robin. Người thứ hai tôi đánh giá cực cao đó là con là em Perona này nhá. Tam tỷ Perona chúng ta thay đổi ngoại hình cực kỳ mãn nhãn anh em ạ, cực kỳ ngon và ngọt. Quá thơm, xứng đáng để nhận được một like và một đăng ký kênh. Đến từ tam tỷ Perona chúng ta. Anh em thực ra là thằng em mình thích Perona nên mới lấy Perona thôi anh em nhá. Còn đó anh em có thể tích Dương UD lại và lấy những con ngon hơn. Còn rất nhiều các con khác ngon hơn Perona. Nhưng mà đây chính là bộ đôi quốc dân nên muốn test thử test lấy cho anh em xem nhá. Chứ Perona hiện tại là không còn trong meta nữa rồi. Nó yếu hơn Karoth khá nhiều đấy, nhưng mà con Perona nó lại thiên về tướng phòng thủ nhá. Nếu mà có thêm tí kỹ năng SP nữa vào là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá. Chưa biết độ nặng ký giữa Perona và Karoth đâu. Cũng cực kỳ thơm đến từng con Perona này đấy anh em ạ. Một chém. Ái à, mít à. Mít xong. Ủa hà này trâu thế nhở. À liên kích. Liên kích nè vào một bằng có liên kích đấy. Ulti cái à. Rao này là bế hai con đi luôn. Xin phép bế sạch sẽ hai con đi. 2 triệu 7. Ui Marco trâu thế nhở. Carrot mít này. Ấy à. Lồng đen. Lâu lắm mới thấy lồng đen TV anh em ạ. Lâu lắm rồi, đã phải nói là rất lâu rồi tôi mới sử dụng lại lồng đen đấy. Từ cái clip thằng em Hello của mình ulti 31 35 triệu gì đấy. Lâu lắm rồi mình mới sử dụng lại con lồng đen. Còn đây là tam tỷ Perona. Ui giời ơi, đấu ra đấy anh em ạ. Xem ulti không thì nó đã rồi. Rồi mít. Rất tiếc là mít ạ. Nghĩa rồi. Tôi biết anh em nhìn vào đâu rồi đấy. Một vụt. Ui giời ơi, 113. Giang này ly mà không bế được. Không xử đẹp là con Wano Marco này à. Ác thật nhỉ. Ác thật sự. Giật này. Nhát nữa này lên đường. Đây Perona của này bế. Bé đẹp mama. Sử đẹp mama. Ok. Trận đấu ngã ngũ. Quá đẳng cấp đến từ Perona anh em ạ. Đây nha. Cực kỳ ngọt nước đến từ tam tỷ Perona. To trắng tròn. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhá. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ bên Kiều. Hẹn gặp lại và anh em những quả kèo siêu phẩm đó nhá. Bye bye.